Em đã nhìn thấy hết rồi. Em không hiểu. Như vậy tức là sao? Hôm nay còn là sinh nhật của em nữa. Đã rõ ràng quá rồi. Em chỉ muốn biết một chuyện. Thật ra anh có yêu em không? Có lẽ em cũng biết rõ. Bây giờ anh là người kế thừa Khâu Thị. Anh đã hy sinh rất nhiều cho Khâu Thị rồi. Có nhiều chuyện anh không được lựa chọn. Không được chọn, cho nên anh chọn yêu Gigi. Cái chính không phải là yêu cổ hay không, mà là ba cổ, giúp ích rất nhiều cho sự nghiệp của anh. Anh không được chọn. Nhưng mà anh có thể thẳng thắn nói với em, anh yêu em. Có điều nếu chúng ta tiếp tục đến với nhau, em chỉ có thể làm người tình bên ngoài của anh thôi. Em đồng ý chứ? Anh có biết là anh đang nói gì không? Cho nên anh mới nói là chúng ta không có tương lai. Nhân lúc bây giờ, chúng ta chia tay đi. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Bác sĩ, tình hình của sao rồi? Yên tâm, không có gì đáng ngại. Chỉ là nhất thời đường huyết bị tụt, cho nên mới đột nhiên ngất xỉu. Nhưng mà tôi nghĩ sau này hai người phải cẩn thận mới được. Bởi vì kết quả cho thấy cô gái này vừa mới có thai. Khuya rồi, để đưa em về. Không cần, em tự biết về. Em đừng giận lẫy nữa. Em không lo cho bản thân, cũng lo cho đứa con trong bụng. Lỡ đang đi bị ngất xỉu thì phải làm sao? Không liên quan tới anh. Tại sao lại không liên quan tới anh chứ? Chẳng phải lúc nãy anh nói rất rõ ràng sao? Anh muốn chia tay với em mà. Bây giờ chúng ta không có tương lai, chuyện của em làm sao liên quan tới anh chứ? Chỉ là lúc nãy anh còn chưa biết. Tại sao bây giờ có gì khác biệt? Đã quyết định chia tay rồi, chúng ta đừng dây dưa kéo dài nữa. Từ nay tôi là tôi, anh là anh, không có gì cần anh bận tâm nữa. Bây giờ thì khác. Bây giờ em có con của anh mà. Chuyện này anh có thể yên tâm. Có đứa con hay không tôi cũng không bám theo anh. Anh có thể yên tâm vui vẻ chứ Gigi. Không lẽ em muốn bỏ đứa con sao? Có giữ đứa con hay không cũng là lựa chọn của tôi. Không cần anh quan tâm. Linda.